hồi ký từ Poipet đến Chikaren giọng đọc hồi ức lính mời các bạn đón nghe tiếp phần 9 sáng hôm đó ban chỉ huy chúng tôi đều thức dậy khá sớm như mọi ngày đang ngồi bên sàn nước đánh răng buổi sáng bỗng nghe một tiếng đề pa rất lớn từ hướng đông bắc đối diện chốt tà ông Bùng, bình Khiến tất cả các khu vực nhà ban chỉ huy Đều nháo nhào Phun vội ngụm kem đánh răng nằm trong miệng Tôi vội la lên Địch tập kích chốt tà ông rồi Nhưng kỳ lạ là không có một tiếng đạn nhọn Còn đang phân vân chưa xác định được chuyện gì Thì lại nghe tiếng bùng bình đề pa lần thứ hai Lần này thì hướng về mé rừng Phía đông phun tà nguồn Có thể thấy bốc lên một cụm khói Một ánh chớp nổ nháng lên Từ phía chốt tà ông Bọn lính Pol đang dùng loại hỏa lực mà chúng tôi gọi là B-94 để bắn mé rừng cách chúng tôi gần 2 km, bắn vào chốt ở cự ly từ 7 đến 800 m. Do phía trước mặt nằm sen giữa trục lộ 6 và mé rừng là một cánh đồng ruộng trống trải nên ban ngày có thể nhìn thấy cảnh này rất rõ. Dù chưa có tiếng đạn nhọn bắn ra từ hai bên nhưng đã xác định địch đang tập kích chốt tà ông nên vội ra lệnh cho liên lạc Lập tức bắn ba nhát AK, báo động cho toàn đơn vị, sẵn sàng cơ động chiến đấu. Lúc này từ trong chốt tà ông, anh em bắt đầu có phản ứng, vài loạt đạn lửa chỉ mục tiêu, bắt đầu bắn về phía địch. Một quả B41 loại nổ trên không lao gần đến mé rừng thì động phát nổ, tạo thành một chớp lửa xanh và bốc lên một cụm khói xám. Lập tức phía bọn địch không có phản ứng gì, không gian lại tĩnh lặng như tờ. Lực lượng cơ động chi viện chốt đã nhanh chóng tập trung đầy đủ tại khu vực ban chỉ huy để chờ lệnh. Đại đội phó Tuấn liền gợi ý cho anh em chỉ huy bộ phận cơ động vận động theo trục lộ 6 xuống gần chốt tà ông thì cắt thẳng về hướng địch thăm dò tình hình. Có thể bọn chúng chỉ tập kích thăm dò rồi rút đi, nhưng có thể chúng muốn nhử cho lực lượng ta cơ động từ bên ngoài đường vào thì đón lõng và tiêu diệt. Chúng tôi thống nhất là vào cách 200m thì đội hình cơ động sẽ phát triển dàn hàng ngang từ từ tiến vào chứ không đi thành hàng dọc. Khi bộ phận cơ động bắt đầu phát thì khẩu đội 60 cũng được lệnh tăng cường theo phía sau, sẵn sàng bắn hỗ trợ khi gặp địch nổ súng. Một tiểu đội của trung đội 2 nằm ở chốt ngã ba, nằm ở chốt ngã ba chùa, đường vào phum tà nguôn cũng sẵn sàng bỏ chốt, vận động theo cặp mé rừng từ hướng phum tà nguôn đánh vào sườn đội hình địch. Theo phương án từ bản đồ tác chiến Lúc đó thì trung đội 2 từ bên hướng Nam sẽ chuyển qua hướng Bắc để bảo vệ ban chỉ huy và sẵn sàng cơ động tiếp theo lệnh. Nhưng vì sợ địch sẽ nghi binh, dẫn dụ ta tập trung lực lượng hết về hướng Bắc, chúng bất ngờ đánh từ hướng Nam nên chúng tôi chuyển qua phương án dự phòng là trung đội 2 còn lại vẫn nằm như cũ với một khẩu đội đại liên và tăng cường quan sát về hướng Nam. Một tiểu đội của trung đội 1 sẽ vận động lên ban chỉ huy thay thế. Từ phía sau nhà chỉ huy lúc này Có thể đứng quan sát hết toàn bộ khu vực đang xảy ra chiến sự Mũi của đại đội phó Tuấn vận động vào vừa dàn hàng ngang Thì lập tức từ trong mé rừng Có chính diện khoảng 200 mét Nhiều cụm khói phát hỏa của các loại súng B-40, B-94 bốc lên Kèm theo tiếng đề pa nghe rồn rập Anh em trong bộ phận này đang ở vào tư thế rất bất lợi và lộ điểm Còn địch thì ở trong mé rừng ẩn vào các địa vật có lợi nên có thể áp đảo hơn nhưng tuyệt cái là toàn bộ đội hình không bị dao động chạy nhảy lộn xộn tất cả đều bám chặt đội hình nổ súng đều khắp dâng lên cứ như thế từng chàng tiếng nổ của hai bên vang rền phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm lúc này gần như toàn bộ lực lượng vũ trang của xã tập trung về xung quanh ủy ban đứng xem và có lúc còn gieo hò thích thú nếu không phải đang là người trong cuộc thì nhìn những gì đang xảy ra trước mắt như đang xem một cảnh của một bộ phim chiến tranh. Còn cách địch chừng gần 100 mét thì đội hình của anh em đơn vị chúng tôi bị chững lại. Lợi thế của địch lúc này mới nổi lên rõ rệt hơn. Nếu cứ dây dưa theo đà này thì chắc chắn đơn vị chúng tôi sẽ thiệt hại. Biết rõ điều đó, không còn cơ hội để quay lưng. Anh em bắt đầu lúc nằm, lúc đứng, lúc quỳ, kiên cố nổ súng và tìm cách tiếp cận về phía địch. Nhìn thấy nguy cơ đó, ban chỉ huy chúng tôi liền quay máy hữu tuyến theo đường dây, yêu cầu đại đội 2 chi viện cho một mũi từ phung tả nguồn đánh qua sườn địch. Không biết lý do gì, không thấy trả lời. Tiểu đội chốt ở ngã ba chùa được lệnh nhanh chóng xuất kích, đánh vào sườn địch như quy ước. Một khẩu đội đại liên vận động từ hướng nhà ban chỉ huy đại đội giữa hai mũi tiến công của ta ra ngoài ruộng chừng 500 mét bắn thẳng vào đội hình địch nhằm uy hiếp chúng, tạo thế cho các mũi tên tiến lên. Khi khẩu đội Đại Liên bắt đầu nổ súng, hiệu chỉnh đường đạn thì toàn bộ đội hình địch bị chừng lại. Trong một thời gian không nổ súng được, giữa đồng ruộng trống trải, bắn cắt thẳng vào đội hình địch, khẩu Đại Liên đã phát huy được tối đa hỏa lực. Nhưng rất tiếc, tiếng rít xé gió của nó cũng là một số anh em gần đường đạn cảm thấy hốt hoảng nên đội hình mũi chính diện của chúng tôi cũng chưa kịp áp sát thành thế bao vây lúc này khẩu đội 60 đã dâng lên sát đội hình phía trước nên anh em mạnh dạn bắn ứng dụng rất có hiệu quả những tiếng cối của 60 mi vang lên chỗ nào là chỗ đó địch hoàn toàn im súng còn cách mé rừng tầm 20m tiếng khô xung phong của anh em khiến lính Pol Pot phải bỏ vị trí chạy về phía Bắc để rút lui lúc này tin từ bộ phận còn lại của trung đội 2 ở hướng nam đã báo nhìn thấy một số lính địch đang xuất hiện bên ngoài các đám thốt nốt xa xa do giữa đội hình chúng tôi và bọn chúng là một ruộng lúa trống trải nên bọn chúng không dám mạo hiểm tiến lên hơn nữa khẩu đại liên vì quá nôn nóng nên đã bắn điểm về hướng chúng mấy loạt khiến chúng phải rút lui thật tiếc nếu để chúng xuất hiện tiến lên chừng trăm mét thì có lẽ chúng đã phải phơi xác vài tên qua trận đánh này dù bị thương hai nhưng chúng tôi đã bẻ gãy được ý đồ dẫn dụ của bọn địch gây cho chúng một số thương vong dù chúng giải quyết được hậu quả trước khi rút chạy chỉ một thắc mắc là tại sao chúng có vẻ nắm rất chắc phương án chiến đấu của chúng tôi để bố trí lực lượng và cách đánh đối phó cần nói rõ là trước và trong trận chiến đấu này đều không có mặt đại đội trưởng trần hữu đê anh ta đã bỏ đơn vị đi đâu đó từ ngày hôm qua Dần dần, rồi khó khăn ban đầu cũng trôi qua, chính quyền bạn bắt đầu đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả ở các phum dọc theo trục lộ 6. Nhưng cái điểm gai góc cả có vẫn là một thách thức đối với đơn vị chúng tôi. Thật ra bọn địch trong khu vực này không thể nào so sánh với bọn địch thời đơn vị chúng tôi còn hoạt động ở tuyến trước vì cả lực lượng và trang bị của chúng không thể sánh bằng. Chỉ có điều chúng tôi rất khó đánh vì chúng rất giỏi trà trộn vào trong dân nguyên tắc tác chiến nội địa là các đơn vị công tác gần như lúc nào cũng chấp nhận để bọn địch nổ súng trước thì chúng tôi mới đánh trả còn nhiều khi thằng địch đứng trước mặt nhưng vận đổ của dân và không mang vũ khí trên người thì về nguyên tắc dân vận chúng tôi không thể làm gì thậm chí có nhiều khi chúng từ xa đang bắn vào đội hình ta dữ dội đến khi vận động vào gần chúng giấu hết súng la lên là dân Hỏi gì chúng cũng trả lời Ót Có nghĩa là không biết Thì đành chịu không làm gì được chúng Bọn địch ở phung cả có Thời gian đầu mới chạm súng với đơn vị chúng tôi Chúng rất ngành ngáo Nổ súng ăn thua rất quyết liệt Vì nghĩ đơn vị chúng tôi không làm gì được Đến khi sau này Nhiều lần bị bao vây Bất ngờ và không chịu nổi Trước sức cơ động và quyết tâm diệt địch của đơn vị chúng tôi Chúng bắt đầu chuồn bước và rất hoang mang lo sợ vì không biết chúng tôi đánh vào lúc nào tuy nhiên cứ có cơ hội là chúng lại nổ súng rồi lợi dụng địa hình địa vật để tháo chạy còn bất ngờ bị bao vây thì chúng giả làm dân giấu súng ngồi trên nhà sàn nhìn chúng tôi qua lại dù nhìn thấy có nghi ngờ nhưng không biết ai là dân ai là địch khiến chúng tôi không làm gì được đành phải rút ra Vậy mà có lúc đợi người cuối cùng trong đội hình chúng tôi vừa ra vài trăm mét Thì từ phía sau lưng hướng nhà dân Chúng bắn theo cả chục trái B40 cầu vòng Và hàng loạt đạn nhọn rất khó chịu Chính vì cái yếu tố sợ chúng dân thường Ảnh hưởng đến công tác dân vận Mà đơn vị chúng tôi hạn chế về mặt tác chiến Nổ súng rất nhiều Cứ thế mà giữa đơn vị chúng tôi và bọn địch hoạt động Ở vùng này dây dưa với nhau bọn địch bắt đầu lợi dụng đặc điểm này để đối phó khi chúng tôi tập trung xây dựng ở bên ngoài thì chúng bắt đầu tổ chức củng cố và tăng cường mở rộng cái gọi là địa đạo của chúng đó là những đường hầm được đào theo kiểu chữ chi sâu dưới lòng đất bên trong các đám thơm dày đặc có nắp đậy được ngụy trang cẩn thận kết hợp mìn chống bẫy bên trên để đối phó với chúng tôi mà sau này chúng tôi mới biết dựa vào các trận địa này Chúng có hẳn một lực lượng nằm ém sẵn trong phum khi lực lượng chúng tôi đột nhập vào và chúng nằm yên ẩn nấp. Nếu anh em thiếu cảnh giác và chủ quan, chúng đội nắp lên bất ngờ bắn B40 vào vị trí và chui nắp trở lại. Khi anh em xung quanh hoàn hồn thì chẳng biết chúng ở đâu vì khói đã tan. Đã có vài vụ bị thương vì bị chúng sử dụng chiến thuật này Khiến đôi lúc chúng tôi vào phum rồi mà cảm thấy ớn lạnh không dám chạm địch và lập tức rút ngay ra không biết có phải vì điều này hay không mà các bộ phận của trung đoàn rất ít có mặt để hoạt động trong khu vực này có một lần sau khi các đại đội chúng tôi theo lệnh chiếm lĩnh xong rất lâu mới thấy trung đoàn trưởng tám trung cùng với lực lượng đi theo vào hành quân nhưng khi chưa hết một nửa phum đã vội cắt hông phum ra mất chính vì thế mặc dù có hoặc không được lệnh hoạt động bao phum Chúng tôi lúc nào cũng suy nghĩ làm cách nào để diệt cho bằng được bọn địch trong phum này. Đó là thời điểm địch chính thức bắt đầu tuyên bố khu vực phum này là một củ chi của Campuchia. Sự trùng hợp hay có ý từ trước của cấp trên chúng tôi không biết. Khi mà một tiểu đoàn vốn tiền thân có gốc là một đơn vị trực thuộc trung đoàn được thành lập từ củ chi đối đầu với một khu vực đối nghịch mà địch cũng cho là như vậy trên đất của chúng. Tạm thời khu vực cả có, chúng tôi cứ tiếp tục thỉnh thoảng ra vào không thành quy luật. Vẫn có những đợt chạm súng lẻ tẻ, nhưng thường là sau đó địch nhanh chóng rút lui do quân số không thể bao kín một cái phum có địa hình phức tạp và quá dài, nên lần nào địch cũng có kẽ hở để vượt thoát. Nhưng từ sức ép đối phó như thế này, các phum dọc theo trục đường, địch không còn bu bám tổ chức phục kích hoặc gây sức ép khiến chính quyền không thể làm việc như trước đây. Đã có một số đối tượng địch ngầm trong các phum bị bóc gỡ nên tình hình an ninh tương đối dễ chịu hơn. Sau trận dùng lực lượng tập trung đánh vào đại đội 3 chúng tôi gần như thất bại, chính quyền và lực lượng vũ trang nơi đây bắt đầu rất yên tâm chứ không làm việc kiểu cầm chừng miễn cưỡng hẳn. Chủ tịch xã Siêng và một số người phụ trách ban ngành bắt đầu làm việc rất sâu sát nhiệm vụ trong lĩnh vực phụ trách Một kế hoạch hợp đồng giữa lực lượng chúng tôi và chính quyền Lực lượng vũ trang của xã Được bàn bạc và thống nhất rất kỹ Phải thực hiện trước mùa mưa Sẽ hạn chế rất nhiều các hoạt động quân sự của đơn vị chúng tôi Tập trung toàn lực Chúng tôi bắt đầu vận động và đột nhập vào phun từ rất sớm Khi bình minh vừa mới hơi ửng hồng ở chân trời Bằng khí thế rất quyết liệt và nhanh chóng Chúng tôi triển khai thọc sâu và bao vây các hướng trong phum địch không phản ứng gì trước lần đột kích có vẻ kiên quyết này nên tất cả mọi dự định triển khai của các đơn vị tham gia bước đầu khá là thuận lợi tầm khoảng 7 giờ sáng dân quân du kích xã lô viêng sư rây cùng chính quyền có vũ trang bắt đầu tiến vào trong phum làm việc chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ bao vây và sẵn sàng chi viện từ bên ngoài nên chỉ hiểu ngấm ngầm công việc của chính quyền họ ban bạc từ trước cụ thể giống như công tác quản lý nhân hộ khẩu của ta bây giờ vốn dĩ phum cả có này là một phum đã bỏ ngỏ từ rất lâu chính quyền thì gần như không hoạt động và làm việc hai mặt dân cư của họ thì lại bất ổn định người bới người cũ thay đổi thường xuyên nên chính quyền sở tại không thể nào mà quản lý và nắm chắc dân số hiện có đây là một những đặc điểm khiến cho lính pol pot lợi dụng ẩn nấp từ phía bên trong khi địch bao vây chúng chỉ cần giấu súng ăn mặc thường dân thì chúng tôi không thể làm gì được giờ chính quyền xã bắt đầu một bước quản lý về công tác dân số họ lập ra cuốn sổ như kiểu sổ hộ khẩu trong đó ghi chính xác thông tin của từng gia đình gồm có bao nhiêu người kèm tên tuổi cụ thể điều đặc biệt ở đây là vốn lúc này việc chụp ảnh rất khó khăn ngay cả anh em lính tráng và người dân cũng vậy để có được một tấm ảnh phải lên tận huyện và giá không hề rẻ chút nào vậy mà xã quyết tâm chụp ảnh cho từng người dân có trong danh sách sau khi kiểm tra đúng xác thực cho đến khi từng người trong sổ được dán ảnh thì khi kiểm tra một gia đình ai không có danh sách rơi ra sẽ bị bắt dẫn giải về huyện để tra cứu thì địch có trả trộn cũng sẽ không thoát. Sự việc này khiến cho dân ở vùng cả có và các vùng khác bắt đầu bị rúng động vì nếu làm thành công thì xã sẽ làm ra các phum xung quanh. Để đối phó với việc này và do bị chúng tôi cùng xã gây sức ép bằng cả hình thức tác chiến quân sự lẫn về mặt chính quyền, địch bắt đầu co cụm vào sâu trong trục lộ chứ không còn xuất hiện gần đường như trước đây bước đầu cự ly đảm nhiệm về mặt vận chuyển cơ động trên trục lộ 6 của tiểu đoàn đã được bảo đảm tuyệt đối và tầm cuối mùa mưa năm 1985 có một lần nước lũ từ biển hồ dâng lên quá cao tràn cả qua trục lộ 6 đoạn tà ông trôi cả cầu khiến một đoàn quân xa của ta đi đến đây bị kẹt vì chốt cầu chỉ có vài tay súng không đảm bảo an toàn nên chúng tôi yêu cầu họ quay trở lại khu vực bà lai chờ nước rút nhưng họ không nghe, mà nằm lại luôn hết mấy ngày đêm, tăng cường thêm cỡ trục tay súng, chốt bảo vệ, mà ban chỉ huy chúng tôi rất lo ngại. May là không có việc gì xảy ra cho đến khi đoàn quân đi tiếp. Điều này chứng tỏ là địch không còn hoạt động phía bên ngoài trục đường khu vực này. Thêm nữa huyện bắt đầu đưa đầu, đưa đầu tiên là đại đội 3, sau đó là đại đội 5 của huyện xuống nằm cùng và kết hợp hoạt động cùng hai đơn vị chúng tôi để học hỏi. Như vậy địch càng ngày càng bị cô lập và yếu đi, trong khi phía chúng tôi lại càng được tăng cường thêm. Nhưng rồi số anh em nhập ngũ năm 1982 được giải quyết về chính sách, chỉ còn vài cán bộ phát triển cấp trung đội ở lại. Lính nhập ngũ năm 82, lính nhập ngũ năm 1982 về thì anh em lính nhập ngũ năm 1984 lên thay các vị trí chỉ huy tiểu đội, trung đội vì lính nhập ngũ năm đã được cho về trước đó. Sự việc này ảnh hưởng đến sức chiến đấu của tiểu đoàn chúng tôi khá lớn. Nhưng đó là một quy luật bắt buộc. Chúng tôi chỉ có một cách là tìm nâng cao, là tìm cách nâng cao hơn khả năng tác chiến và chỉ huy của anh em bên dưới. Những lớp tập huấn ngắn hạn và các bài học chiến thuật tại chỗ được tổ chức thường xuyên không thực sự có hiệu quả như mong muốn, nhưng có còn hơn không. Phương án của đại đội chúng tôi và ủy ban xã bước đầu có một số kết quả nhất định. Bao phum, truy quét và chốt chặn là của các bộ phận trong tiểu đoàn chúng tôi. Xong đến phần vào phum làm việc của chính quyền xã bắt đầu bóc gỡ một số bọn địch ngầm làm việc cho lính polpot Pot và bắt giữ một số người mặc đồ dân không có trong danh sách báo cáo quản lý xã đã cấp chứng nhận. Không biết sau đó xã giải quyết tiếp tục và làm việc như thế nào nhưng cả hai mặt chúng tôi làm việc rất kiên quyết không nhân nhượng bọn địch bắt đầu biết đến tiểu đoàn chúng tôi và chính quyền hợp pháp của phía campuchia quyết tâm triệt phá chúng rất cao nên chúng không còn chủ quan xem thường khi đơn vị chúng tôi vây đánh lúc này lớp lính nhập ngũ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai một nghìn chín trăm tám mươi ba đã giải quyết chính sách và về hết hy vọng các lớp lính tiếp sau không có kinh nghiệm và yếu hơn của bọn địch đã bị thất bại. Kế thừa theo quan điểm dẫn dắt, truyền đạt giữa lớp đi trước và lớp đi sau của đơn vị, chúng tôi đã được phát huy rất có hiệu quả. Đó cũng là sự vui mừng của các cấp chỉ huy trong tiểu đoàn, vì sức chiến đấu của đơn vị lúc này vẫn không sụt giảm như dự kiến. Các trận đánh vẫn diễn ra như các các trận đánh vẫn diễn ra như các bài bản trước và tinh thần quyết tâm chiến đấu của đơn vị chúng tôi vẫn rất cao. Sau này, sau vài trận cố, sau vài trận cố phản kích thăm dò, lính Polpot cuối cùng vẫn phải táo chạy nếu không muốn bị chúng tôi bao vây tiêu diệt. Bên cạnh đó, các đại đội địa phương của huyện tăng cường bắt đầu có những đợt truy quét lớn sâu về phía nam, là hướng mà họ đảm nhiệm để các đơn vị trong tiểu đoàn chúng tôi tập trung hoạt động về hướng bắc. Khu vực địa bàn cũ của đại đội 1 trước đây Bây giờ do quân du kích xã Thơnoken chịu trách nhiệm Dưới quyền của một chủ tịch xã Kiêm chỉ huy lực lượng dân quân địa phương Là một người trung Là một người trung niên tên Mon Anh này là một cán bộ nòng cốt của huyện Rất giỏi về chỉ huy quân sự Lẫn lãnh đạo nhân dân trong xã Cứ nghĩ như trước đây Nên lính Pol Pot rất xem thường bọn chúng bắt đầu liên tục đột nhập vào các phum hướng nam xã này về phía biển hồ. Vào một buổi trưa, một tốp lính Pol Pot đột nhập vào một phum dân không có lính ở hướng nam, kêu dân lo cơm nước ngồi ăn. Được tin, dân báo anh Mon dẫn theo 10 tay súng dân quân bí mật bám theo khu rừng tốt nốt tiếp cận vào. Lúc này bọn lính Pol Pot đã chia ra ba tốp nằm nghỉ ở ba nhà dân liền kề. Sau khi tiếp cận thành công Anh Mon chọn nhà giữa Có tên chỉ huy Và hỏa lực bất ngờ lao lên Nổ súng Diệt số địch này Bọn còn lại vừa ló ra Định phản ứng Liền bị các tay súng dân quân Nổ súng đánh quyết liệt Phải táo chạy về hướng biển hồ Chiến thắng này của anh Mon Và dân quân xã Thơ Nô Kèn Đã thổi nên sự tin tưởng đánh địch Của các lực lượng vũ trang huyện xã sau trận đánh này, anh Mon bắt đầu tuyên chiến công khai với lính Pol Pot và trận phục kích trả đũa của lính Pot nổ ra nhưng cuối cùng chúng lại là người tháo chạy thảm bại. Tiếc rằng sau này, thời điểm khi ta chuẩn bị rút quân, trong một lần ra bố trí mìn phòng thủ ban đêm tại vị trí tập kết, anh Mon đã sơ sẩy làm nổ mìn rồi hy sinh. Nhưng sau những gì anh Mon làm được thì hai chủ tịch xã kiêm xã đội trưởng hai xã Spien Thernot và Lô Viêng đã xây dựng lực lượng vũ trang của mình rất cứng và đầy đủ quân số. Riêng hai đại đội 3 và đại đội 5 sống nằm tác chiến cùng đại đội 3 chúng tôi vượt qua thời kỳ tâm lý lo sợ ban đầu bắt đầu hoạt động đánh địch rất có hiệu quả. Trong đó đại đội 3 nổi lên với một tổ xung kích đánh lại lính Pol Pot rất cuồng tính khiến đám lính pompot làm nhiệm vụ giao liên vận động tiếp tế rất khiếp sợ họ là những người lính mà trước đây khi đơn vị lính pompot bao vây đánh tiêu diệt và bị bắt sống bọn lính pompot trước khi thả họ về đã xăm lên má họ chữ shike run rất to không xóa được mới đầu những đại đội này chỉ đi tác chiến kết hợp với các đại đội của tiểu đoàn chúng tôi sau đó họ tổ chức tác chiến truy quét hỗ trợ các lực lượng vũ trang xã rồi xa về hướng biển hồ nơi có các bờ đê ngăn lũ cả chục km họ không yêu cầu tri viện nhưng bất cứ khi nào nghe họ chạm địch nổ súng chúng tôi đều cử một lực lượng vận động tri viện nhưng thông thường họ đã giải quyết xong khi chúng tôi vận động đến nơi điều này làm họ rất tin tưởng ở lời hứa hỗ trợ của chúng tôi lực lượng xã bắt đầu hoạt động mạnh theo mạnh dạn tuần tra cả ban đêm ở các khu vực mà trước đây ban ngày họ không dám vào đến. Sự tác chiến ăn ý của ba lực lượng làm cho nhân dân trong khu vực này rất khen ngợi. Dần dần chỉ còn có phung cả có là địa bàn duy nhất gây khó khăn cho tiểu đoàn chúng tôi. Trải qua một thời gian không dài lắm, nhưng với sự cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi với công tác liên tục truy quét đều các hướng cùng với sự tận tâm xây dựng chính quyền với các lực lượng vũ trang cho các phùm xã trên địa bàn đảm nhiệm tiểu đoàn chúng tôi từng bước đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt theo yêu cầu của các cấp trên những đợt truy quét gần sau này lực lượng chúng tôi không còn chạm địch thường xuyên như trước nữa một số phùm có tình cảm với chúng tôi bắt đầu được cho tự quản tuần tra canh gác với lực lượng vũ trang theo biên chế của mình lực lượng của xã bắt đầu rút về tập trung khi cần thì cơ động hỗ trợ, chốt chặn hay theo bảo vệ các đoàn công tác, vận động quần chúng xa, còn riêng lực lượng chúng tôi quay về để củng cố, huấn luyện, nâng cao năng lực chiến đấu của mình, đồng thời sẵn sàng cơ động chi viện cho các nơi trên địa bàn khi chạm địch nổ súng. Nhìn thấy sự chuyển biến khá mạnh mẽ và chắc chắn này, huyện Mạnh Dạn điều thêm một đại đội địa phương và một số ban ngành tăng cường tiếp tục xuống xã. Như vậy lúc này có hai đại đội 3 và 5. Bộ đội địa phương trên tổng số 5 đại đội của huyện xuống nằm cùng địa bàn đại đội 3. Điểm yếu trong sự tăng cường này là hợp đồng tác chiến giữa chúng tôi và các đơn vị huyện không được chặt chẽ lắm. Một phần là do chúng tôi chưa đủ trình độ trao đổi với họ bằng ngôn ngữ bản xứ. Một phần do cấp trên cũng không có chỉ đạo cụ thể phải phối hợp tác chiến với họ như thế nào. Chúng tôi đành phải chủ động liên hệ và trao đổi những điều cơ bản nhất cùng các quy định một số tình huống để tránh khỏi đánh lầm nhau, nhất là vào ban đêm. Phần họ thì giữa hai đại đội họ tự thống nhất là đại đội 3 hoạt động ở hướng Nam và đại đội 5 hoạt động ở hướng Bắc. Mới đầu họ còn thông báo trước khi triển khai hoạt động. Lâu dần cả hai bên gần như chẳng quan tâm May mắn là cả hai đại đội chúng tôi trên khu vực này chưa hề nổ súng lầm với hai đại đội vũ trang của huyện. Nhưng cốt lõi chiến đấu trên địa bàn thì vẫn thuộc về, thì vẫn thuộc về lực lượng của chúng tôi. Đôi lúc họ tự hoạt động vào các phun sâu chạm địch, nổ súng dữ dội. Theo hợp đồng chi viện của chúng tôi vẫn dùng một lực lượng nhanh chóng vận động chi viện cho họ mà không cần yêu cầu nhưng thường là khi chúng tôi vận động gần đến nơi hoặc vừa bắn súng bắt liên lạc thì bọn lính Pol Pot đã rút chạy mất dạng qua những tình huống này họ rất tin tưởng vào sự cơ động và tinh thần tích cực chi viện của chúng tôi nên càng ngày họ càng hoạt động dày hơn khiến vị trí đóng quân của họ gần ban chỉ huy chúng tôi lúc nào cũng chống trải các cán bộ phum xã bắt đầu dựa vào sự hoạt động có hiệu quả của bộ đội huyện nên họ rất tích cực triển khai các hoạt động nắm bắt tình hình và củng cố chính quyền ở các phum dân bản xứ nếu họ đã dám hoạt động thì họ nắm bắt tình hình rất tốt chứ không phải như chúng tôi họ biết lực lượng lính pol pot đang hiện hữu cũng như di chuyển đi đâu bao nhiêu tên và ngay cả trang bị gì qua người thân qua cơ sở của họ nhiều cán bộ phum trước đây hoạt động hai mặt được thay thế bằng những người tích cực hơn họ thường vẫn làm việc và ngủ tại nhà. Khi có tin báo địch thì họ mới tháo chạy ra xã. Những lần như thế thì tất cả các lực lượng vũ trang trên địa bàn lập tức triển khai vận động, bao vây phum khiến bọn lính Pol Pot cũng không dám mạo hiểm chốt lại. Mà vào cơ quàng được một ít lương thực thực phẩm là vội vã rút ra khỏi phùng ngày. Đặc biệt hướng nam khu vực hai xã của Anh Mon và Sari có lúc du kích nổ súng cầm cự Chờ đến khi có lực lượng chi viện Vào chứ không tháo chạy Khiến bọn lính Pol Pot Rất căm hai cán bộ xã này Duy chỉ có địa bàn phum cả có Là chưa làm được chuyện này mà thôi Hết phần 9 Mời quý vị khán giả Đón nghe tiếp phần 10